Thi, quậy con anh ơi, vợ chồng. Chào 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 gia đình đi. Gia đình, cái này là gia đình tôi luôn, gia đình. Thôi, nói đàng hoàng. Vợ tôi. Không phải vậy, gia đình. Ba ơi. Vợ tôi. Dạ, em với thằng này là vợ chồng chính thức. Mà tối em rảnh em làm chồng nó. Em là nằm trên sảy ngựa. Ghê cái gì ghê, làm như mày không biết tao hay gì mà ghê. Dạ, nói vậy chứ nói thiệt mọi người, anh ở Thủ Đức. Rồi bơm cái bánh tráng nhỏ nhẹ luôn nè. Bỏ trứng của anh vô đi, trứng của anh đâu? Hụt gà của anh đâu? Còn em bị đê trứng cốt của em. Còn anh là con trai thì trứng gà là của anh. Trứng của anh bự hơn bình thường. Còn mấy bà này không được, không gọi là trứng mà gọi là núm. Núm linh chi. Trời ơi. Trứng nó khô vậy. Trứng khô hả? Khô khó lộn. Chết mẹ, đưa đây em làm cho nó ra nước nè. Để lộn em làm cho nó. Dạ không, dơm ra giùm coi. Nó lột trứng á. Còn cái trứng này nó lột vậy, còn cái quần tôi nó lột ra làm sao? Trời ơi là trời. Ông nội ơi, ông làm thì để người ta làm đi. Ăn ta mấy trăm triệu rồi giờ chằn gây. Chán quá. Anh ơi, thôi tụi mình vô đây mình tụi mình đá trứng cút ấy lộn. Lột trứng cút đi anh. Đẹp trai quá à. Nhiêu tuổi rồi? 22. Trời ơi, 22 tuổi, tôi lớn hơn anh có 15 tuổi à. Kêu bằng mẹ đi. Đây bỏ ra. Tay chai tân đó, còn zin luôn đó. Chai tân hả? Tối nay bóc xiêu luôn đi. Thôi, gan giữ cái chinh đó suốt đời nha. Không ai liếu liều liêu đâu. Chai tân 4 con. Hèn chi thâm đen quá. Thôi, cảm ơn mình được không chịu đâu. Cảm ơn bà xã. Cảm ơn bà xã. Hùng bà xã miếng đi. Ấn đó bà xã. Chị cho em mượn cái ghế con đánh thằng này coi. Hùng tao đi, quay phim kìa. Hùng bà xã miếng đi. Má. Hùng cái coi, Hùng cái coi. Quay phim kìa. Trời ơi, chảy nước mẹ rồi. Rồi bị thương dễ thương quá à, cảm ơn nha. Ê, anh ngồi chỉnh cái ghế lại đàng hoàng, chỉnh coi giùm em. Chỉnh cái ghế lại, tại vì sợ cái ghế này nó hay bị gãy á, mình phải chiều chỉnh lại đúng không? Cần chỉnh nữa không? Chỉnh cho. Em tự chỉnh. À, tự chỉnh. Ê, chụp hình hả? Trời ơi. Bây giờ chụp của gia đình mình nha. Đó. Trời ơi. Quay phim luôn nè má. Má chỉnh luôn quay phim nè bà nội. Đây. Để em chụp chị luôn nha. Chụp cái gì ở dưới? Nó chụp gì cái dưới? Mày chụp ở dưới là mày thấy cây đa đó nha. Chị. Chị đâu tới vậy? Em bên quận 8. Quận 8 hả? Bán. À vậy hả? Quận 8 là em 1112A mà giờ em hết bán chỗ đó rồi. Mà chị có con trai không? Mẹ. Nhanh quá vậy. Mẹ chồng em. Nhanh quá vậy. Minh. Minh có người yêu chưa? Chưa. Trời ơi, mẹ chồng em binh dễ sợ luôn à. Chưa có người yêu hả? Mình hiện giờ mình ở đâu? Quận 8 hả? Mình có bao giờ mình chơi bi đê bao giờ chưa? Kêu cái ông thử đi, cái ông ra bộ thử đi. Con về con rửa chén cái mẹ. Một tháng con cho mẹ 15 triệu. Con về con rửa chén mẹ làm con dâu phải cực vậy đúng không? Tháng ngon lắm. Dễ thương. Mẹ có đẻ thằng con trai, mẹ lời thêm thằng con trai nữa. Đúng không? Có lời quá rồi. Bây giờ con nè, con lấy ảnh về nè. Con vừa làm vợ ảnh. Mà lâu lâu con làm anh em với ảnh luôn. Mà lâu lâu con làm ba ảnh luôn. Vậy sao chịu không? Chịu, người ta chịu rồi, bây giờ chịu em không? Ký giấy rồi em. Anh sinh năm mấy? 99. Trời ơi, sinh năm 99, em sinh năm 2001, quá hợp. Quá hợp, em sinh năm 2001 à, năm nay mới 22. Anh 23, 24 rồi. Quá hợp đúng không? Bây giờ nè. Cái gì? Nhìn già hả? Bị vú khí đá đó má. Em gái nè, em
gái nè. Ủa em gái nào chết, chị dâu xin lỗi em. Em gái. Con bé này ai vậy? Gái thứ ba. Gái thứ ba hả? Trời ơi là trời. 14 chị về có gì gần mấy đứa không? Chị không biết rửa chén, mấy đứa nhắc nhở chị nghe. Nhiều khi về có... Hết rồi. Đi làm hết hồn. Làm giật mình nè. Nói vậy chứ con nói thiệt, mẹ con có bốn đời chồng rồi mà má chồng này ai cũng ghét con hết chứ. Sao vậy? Trời ơi, lúc con mang bầu đứa đầu cũng xô cho con té hư thai. Thiệt, ác lắm. Đi khám que thai hả? Lên 99 gạch. Bác sĩ mới khi siêu âm ra đẻ hai con mèo của chồng á. Mà con nói mẹ nghe, con thương má chồng con lắm. Chuẩn bị mà à, má chồng con hả, mà sáng hừng sáng cái con pha ly cà phê cho má chồng con, cho má chồng con uống đàng hoàng rồi đó. Rồi con đưa 2 kg giấy số đi bán. Vậy đó, bà nào bà nói ghét mình. Cái phải chia tay, thôi kệ chia tay. Thôi bây giờ mẹ về con không cho mẹ bán giấy số nữa. Tại vì mình rút kinh nghiệm mấy bà chồng, mấy má chồng được trước rồi. Thôi 7-3 giờ rồi bán giấy dò cái gì bà nội. Bán giấy dò. Bà chạy lợi mấy thằng kia không? Bán giấy dò à? Chạy đâu lợi. Không có lợi. Bảy. Bây giờ con thì có dự định vậy, không biết mẹ có đồng ý không? Cái quán bia ôm con thiếu đào. Mà mẹ không, mẹ không có làm cái đó được. Không. Mẹ già sao lại? Mẹ vô trọng. Mẹ phải làm cái đó hơn nữa. Rửa chén, lau dọn vệ sinh. Có ông này ông đẹp trai lắm. Ông 62 tuổi. Nhà ông có 2 căn nhà ở Bình Hưng Hòa. Ông có 2 cái kim tỉnh đẹp lắm. Hôm bữa ông đầu quậm con, ông lấy một cái, con lấy một cái. Mà con sợ ngủm cho nên con không lấy. Đúng không mình? Mày nhắn tin với ai vậy? Mày nhắn tin với... Nhắn tin má hả? Nói má gửi lời thăm nghe không? Ừ. Tội nghiệp. Ủa sao rồi, đi có mình ơi, ông dặn ông đeo. Ông đi nhậu rồi. Ông nhậu hả? Chết cha chưa. Ông nhậu là tối nay bả bị hành. Thiệt. Tối nay bả bị hành. Nhiều khi hành 4 giờ sáng luôn. Đi hai hẹn. Hả? Hai hàng cái gì, cái miệng của mày. Cái miệng mà quá trời, người ta chưa có nói hết mà cái miệng. Không có đi không. Bả đâu có đi nổi nữa đâu. Làm xong liếu liều liêu là nằm một chỗ. Từ từ mới bình tĩnh lại. Con nói vậy có đặng không mẹ? Dễ thương quá. Mẹ nhiêu tuổi rồi? 50. 50 con lớn mẹ 1 tuổi. Con 50. Thôi ngồi chơi nha, giữ sức khỏe. Nghe không? Thôi dễ thương quá vậy trời ơi. Có người yêu chưa? Hỏi thiệt có người yêu chưa? Yêu em. Người yêu hả? Em lấy. Rồi xuống luôn. Giờ ngồi chơi đi ba. Đi chơi giữ người yêu theo. Sến gì đâu á. Xu luôn. Vậy mà đồ chơi BD mập. Anh nào bà nội. Nè, từ giờ mua mấy bịch bánh tráng. Đang ngồi đợi phải không? Bây giờ chưa có bánh tráng. Bóp đỡ coi. Bóp chị. Gớt cái áo khoác, gớt cái áo khoác. Ok. Ủa đi với ai vậy? Vợ ở đâu? Đang ngồi đợi dưới kìa. Đúng rồi. Phía sau không? Dạ. Hai cái tướng. Không vậy à? Không. Dạ kính thưa quý vị, đây là ông bán đồ tể ngoài chợ nha quý vị. Mừng thịt heo. Còn ai là sản xuất thịt heo? Bà này. Sản xuất thịt heo cho ông này bán nha mọi người. Ngồi chơi nghe không? Con trai nhớ ba không? Mày cười hay khóc vậy? Đây đây nè, giỏi nè, mẹ cho bú sữa nè. Mẹ không bú ba, mày bú à. Ba bú giùm. Ông lẹ miệng quá à. Chưa có gì đòi liền. Ăn được không mình? Dạ. Ăn không ngon lên lầu ăn em nha. Liêu liều liều với em. Có bánh tráng chưa? Chưa hả? Còn bây giờ đi đâu vậy? Sao kìa kìa, nó xuống kìa. Sao mình? Nãy giờ mà không ai dọn đó em. Vậy hả? Trời ơi, em coi cho dọn vợ chồng đi coi. Trời ơi, chết mẹ chưa. Rồi, tiếp tục có một ông nhận làm chồng nữa. Ừ, anh ngồi anh chờ thò nãy giờ nè. Tối nay. Mẹ ơi mẹ. Ở đây con có một thằng chồng nữa. Tối nay con hứa câu danh dự. Con thành cái hầm thủ thiêm. Lọt vô lọt ra chuyện bình thường. Xe container chạy vô luôn. Nó giỡn gì chứ anh ở đâu tới vậy? Quận 6. Quận 6 hả? Xa quá ha.
Để em kêu tụi em kêu tụi nó dọn cái này cho. Nghĩa ơi lên đây dọn bàn cho người ta nè. Để kêu coi. Ngồi đây em. Thôi được rồi, em đứng cho cục vàng. Cưng quá à. Trời ơi, cưng quá à. Nhìn em cũng thấy cưng quá à. Biết chơi BD không? Không, sợ lắm. Kiếm đấu kiếm sợ. Nhung được không? Buổi sáng mình coi phim kiếm hiệp thôi. Buổi tối mình coi thanh xà bạch xà liếu liều liêu. Đâu, dẹp cái này coi Nghĩa. Dẹp cái này nè. Trời ơi là trời. Đâu, cho chị một cái ly trà sữa thành bánh lăng coi. Ừ. Bây giờ á, các hello, vô đi em. Order nước đi. Đó. Bây giờ các thi sẽ order một cái ly trà sữa bánh lăng mà hồi sáng giờ các thi nói, các thi sẽ order review cho mọi người mà các thi quên. Dạ, ok, chắc thì không hút đây. Rồi, một ly cái thương hiệu Diva các thi mọi người. Cảm ơn em. Đây. Hello, cảm ơn gia đình nha, đi từ từ về từ từ. Coi chừng. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nha, cục vàng. Ôi ôi. Đây mọi người, bánh lăng nè mọi người. Trà sữa bánh lăng ngon lắm. Trà sữa bánh lăng rất là ngon nha mọi người. Ngon. Dạ. Trà sữa bánh lăng rất là ngon quý vị. Dạ. Dạ, em review trà sữa bánh lăng là xuất sắc. Ngon quá trời luôn. Dạ không, tại vì cái này biểu cảm em vậy á chị. Giống như nó phiêu. Nó phiêu quá. Mọi người ăn uống cái này mọi người yên tâm, vì cái này á là nhà làm nhà nấu luôn. Ok chị. Nên mọi người á, có nhiều người á sẽ lấy thắc mắc là các thi làm sao sợ mấy công việc này. Vì lý do là các thi có một nhìn top nhân viên và các thi cũng đang tuyển thêm, thì ai muốn làm được cái việc qua inbox bên Facebook các thi Hoàng Kim, đúng không? Có chỗ ngồi chưa? Đợi mua về hả? Ừ, đợi thích gà coi nhiêu tuổi rồi. Mới 18 rồi. 18 được rồi, 18 liếu liều liêu với chị được rồi. Tưởng ngon quá à. Chị nợ coi, chị coi như em út à, không có gì đâu mày ơi. Ôi dễ thương quá à. Đâu lên lầu với chị cho. Ủa con bèo lên luôn. Liêu liều liêu tay ba luôn. Ngon lắm mọi người. Em muốn thử cái này đi, ngon. Uống chưa? Ngon không? Uống hôm bữa à? Cái này là nhà làm hết. Được không má? Lấy con hút cát nào, thử miếng coi. Đâu cho các thi qua nha. Nè uống thử. Uống thử coi. Rồi đi về. Thôi bà nội ai? Có ly trà sữa người ta mới order rồi. Quậy quá trời. Quậy đó. Khí đầu mè. Cảm ơn em. Bye, cảm ơn. Chờ lâu quá à. Chờ lâu quá, có chưa? Về chung điều lên. Nghe không, chung điều lên. Được, bỏ vô tủ lạnh mai ăn được, mai mốt ăn được. Nhưng mà trứng là hên xui. Trứng là để ngày mai là hên xui nha. Còn nước tắt là để mai mốt được. Bảo đảm với mọi người lại nè. Đây nè. Trà sữa bánh lăng trân châu đường đen nha. Hôm bữa giờ là lần đầu tiên các thi uống cái này. Các thi uống mấy cái loại kia không? 146 là chưa được. 147. 147 à. Ba, đưa số cho anh này nè. Ba. Ảnh nghe nói không được. Ảnh nghe nói không được cho nên mình hỗ trợ ảnh. Ngon bộ. Mà chị lại quăng ống hút rồi. Trời ơi chán ghê á. Phải chị
chơi bd được. Dở. Hồi buổi giờ mà không chơi bd là dở. Mọi người nhìn nè, nguyên một cái dàn. Bữa nay khách rất là đông nha, đông hơn những ngày bình thường. Theo khách này đây á, khách này á rất là thương khách này, rất là mến khách này. Cho nên khách này mới thấy mà mình còn cái gì đó, mình vướng nợ khách nhiều lắm. Cho nên chỉ có vấn đề bán bánh tráng trộn, kinh tế là chính nha, nói thật, bán lại là kinh tế là chính. Nhưng thấy mà khách đông vậy á, mình không thể nào mình phục vụ hết trọn vẹn được. Nhưng mà nhiều có khách rất là hiểu chuyện, khách rất là thương, cho nên mình thấy mình thấy mình cũng vui trong lòng á. Order nước ở ngoài á, có ai order chưa? À ok hả, giờ ngồi chờ số chứ, nó đâu anh.